Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, góc nhìn Hoàng Duy Hùng. Những ngày cuối cùng tôi ở Hà Nội trước khi bay về lại Mỹ, tôi được một người bạn mời tôi ở tại tư gia của anh ấy ở ngay tại lòng thủ đô Hà Nội. Đây là tư gia của anh ấy. Tôi muốn chia sẻ với quý khán thính giả của tôi, nhất là những người bạn ở nước Mỹ, thấy Việt Nam sống như thế nào, để quý khán thính giả đánh giá cuộc sống thật ở tại Việt Nam. Nay không còn như trước nữa đâu, mà là một cuộc sống những người có chút tài chánh thì cuộc sống của họ sống rất là cao. Như thế nào thì quý vị hãy vào căn nhà này với tôi để cùng trải nghiệm một căn nhà ở tại ngay lòng thủ đô Hà Nội. Đây, tôi vào nhé thưa quý vị. Và bước vào đây là phòng khách. Phòng khách được trang trí với những tranh ảnh nghệ thuật tân thời rất là đẹp. Đây là phòng khách. Đây là phòng khách của nhà người bạn ở tại ngay thủ đô Hà Nội. Ôi, hoa lan đẹp chưa? Hoa lan ngay chính ở giữa nhà rất đẹp. Màu vàng, xin lỗi, màu trắng, màu tím, màu hồng nữa. Rất là đẹp. Đó, đây là phòng khách. Trang hoàng những đồ cổ cũng có nữa. Đây là phòng khách và nhà thì có cầu thang đi bộ, rồi có cả cầu thang máy. Nhà này là có 6 tầng đi bộ và có cầu thang máy. Ở trên sân thượng là lầu 6. Và như vậy thưa quý vị, phòng của tôi được ở là lầu 5 với một không gian mở rất là đẹp. Bây giờ thì tôi vào phòng ăn nha. Đây là phòng ăn. Đây là phòng ăn. Để quý vị thấy rằng là ở phòng ăn ở ngay tại Hà Nội này cũng rất là nhiều phương tiện, nhất là có tivi, có những người họ vừa ăn vừa xem tivi, vân vân. Đây là phòng ăn, trang hoàng rất là đẹp. Đây là phòng ăn. Đây, quý vị thấy như vậy là và rất là nhiều tranh ảnh đẹp. Tranh ảnh này là tranh ảnh tân thời đó thưa quý vị. Quang trường thì biết rất rõ các nghệ sĩ là ai. Đây là, đây quý vị thấy không, là một nghệ sĩ rất rõ ràng. Đó. Đây là những bức tranh rất là đẹp và nhiều đồ cổ. Đây là căn nhà mà người bạn mời tôi về ở vài ngày trước khi bay đi lại nước Mỹ để trải nghiệm cuộc sống nơi đây. Không phải là một cuộc sống nghèo khổ giống như một số người tưởng, mà toàn là một cuộc sống đã phát triển, có lẽ người Mỹ cũng không có bằng nữa. Bây giờ tôi lên trên phòng của tôi, rồi tôi ra sân thượng để quý khán thính giả thấy nha. Thưa quý vị, biết tôi sắp sửa bay về lại Mỹ, thì chủ nhân nơi đây đã kêu người đưa tới một bó hoa cho tôi để chúc tôi bay về lại Mỹ bằng an. Đây là bó hoa ngay bây giờ vừa mới tôi đưa tới, để lên trên bàn như vậy này, rất là tuyệt vời. Xin chân thành cảm ơn những người bạn tốt của tôi đã mời tôi tới tư gia. Thưa quý vị, đây là phòng ăn của tư gia nhà người bạn của tôi ở tại thành phố Hà Nội. Biết tôi sắp sửa bay về lại nước Mỹ,
Người bạn đó đã đặt hoa cho tôi, tặng tôi ở một vòng hoa lớn ở tại phòng khách, và thêm luôn cả một bình hoa ở tại phòng ăn. Để rồi mấy anh em chúng tôi ăn trưa rồi tiễn biệt nhau. Đây là bó hoa rất đẹp, bình hoa nơi này, để mà một hình thức chúc tôi đi về Mỹ may mắn và bình an. Và một lần nữa mới thấy tấm thịnh tình của chủ nhà đối với một người bạn từ xa về. Nhà có thang máy, tôi đi thang máy lên trên phòng ngủ của tôi. Nhà có thang máy, tôi đi thang máy vào phòng ngủ của tôi ở trên lầu 5. Để quý vị biết phòng ngủ của tôi. Phòng ngủ của tôi được người bạn cho tạm ở tại thành phố Hà Nội. Như thế nào nha? Có phải là nhiều người cho rằng không bằng ở nước ngoài không? Thưa quý vị, đây là phòng ngủ của tôi tạm ở. Và như vậy là một phòng ngủ rất là sang trọng. Ở đây là phòng ngủ. Và phòng ngủ có đầy đủ tiện nghi, tivi, máy móc đầy đủ hết. Một căn hộ như vậy là một villa, biệt thự ở ngay tại lòng thành phố Hà Nội, thật là tuyệt vời. Và từ chỗ của tôi nhìn ra cũng ngon lành lắm thưa quý vị. Đây là không gian mở, họ có cây, không có cây, tất cả như vậy. Đây, một không gian mở, có bàn ở ngoài, các bàn như vậy, rất là tuyệt vời. Tôi được ở nơi này như là một thiên đàng, không còn ước mơ gì nữa hết. Rất là tuyệt vời. Và đây là phòng vệ sinh ở trong phòng ngủ của tôi. Tôi rất thích cách trang trí của phòng vệ sinh này. Ở đây phòng vệ sinh thì họ có bình thường giống như mọi người rồi, nhưng họ có cả một hệ thống tắm hơi, tắm nóng nơi đây, ngay trong phòng vệ sinh. Đây là phòng tắm bình thường nhưng mà biến thành phòng tắm hơi, tắm nóng. Hơi nóng lên ra dữ dội lắm thưa quý vị. Cho nên là muốn tắm hơi, tắm nóng thì cũng được. Và ở bên Việt Nam tôi thích nhất là nhà vệ sinh của họ. Chỗ nào trang trí cũng có một cái vòi nước theo phong tục tập quán kiểu của người Hồi, để mà rửa ráy sạch sẽ sau khi làm vệ sinh. Đây là cái vòi nước mà tôi rất thích. Nó không phải chỉ riêng nhà này mà hầu hết các khách sạn tôi đi qua và các nhà mà tôi đã từng trải qua trong lúc ở tại Việt Nam này, thì tôi thấy họ đều có vòi nước giống như vậy để rửa sạch sẽ sau khi làm vệ sinh. Và trong phòng ngủ thì cũng có một phòng làm việc. Nếu muốn làm việc thì ra đây làm việc. Rất là trang trọng, đàng hoàng. Đây là phòng làm việc ở ngay trong phòng ngủ. Nhìn ra thấy được khung cảnh mở ở ngoài rất là đẹp luôn và thơ mộng. Đây là phòng làm việc rất là thơ mộng thưa quý vị. Đẹp lắm. Cuộc sống ở nơi đây như vậy là rất là đầy đủ. Của tôi thì đi bộ một chút xíu ra khỏi cửa thì là một không gian mở rất là tuyệt vời, đầy đủ.
Nhà này có cầu thang đi bộ lên xuống như thế này đây. Bây giờ tôi đi bộ lên trên sân thượng để ra coi vườn rau của bà cụ nha. Đây là cầu thang đi lên sân thượng xem vườn rau của bà cụ ở đằng trên đó. Đây tôi lên luôn là vườn rau của bà cụ. Bà cụ 85 tuổi ở nơi đây thích có một số sinh hoạt để giãn chân tay nên trồng một ít rau cỏ sạch ở trên sân thượng. Đây tôi ra ngoài sân thượng. Và quý vị xem thấy vườn rau của bà cụ 85 tuổi, giờ này là mùa lạnh nên không còn bao nhiêu rau nữa. Nhưng mà đây là vườn rau của cụ ở trên sân thượng. Đây là cà chua nè. Cụ trồng cái gì ở đây là để mà sinh hoạt được. Rồi này là hẹ nè. Rồi các loại mùi nè, rồi hành nè, xà lách nè, tía tô nè. Đây là vườn rau của cụ ở trên sân thượng. Một cuộc sống như vậy ở ngay tại lòng thủ đô Hà Nội thì tuyệt vời vô cùng. Đây là ở ngay tại lòng thủ đô Hà Nội nè. Quý vị thấy xa xa đó là Thông tấn xã Việt Nam đó. TTXVN tức là Thông tấn xã Việt Nam. Đây là ở ngay chính trong lòng thủ đô Hà Nội. Một bữa cơm ở Việt Nam là bình thường như vậy rồi. Đủ để nói lên căn bản của người Việt Nam như thế nào rồi. Có nói về chủ nghĩa hay bất cứ một cái chuyện gì cũng không quan trọng bằng trên mâm cơm nó như thế nào. Có thực mới vượt được đạo. Đây là một bữa cơm bình thường của người dân Việt Nam. Đó là tư gia mà người bạn ở tại thành phố Hà Nội đã mời tôi về ở những ngày cuối cùng khi tôi bay về lại Mỹ. Chân thành cảm ơn sự tốt lành của những người bạn đã mời tôi đến nơi đây. Những người bạn đã cho tôi ăn, tôi ở và giúp đỡ tôi rất nhiều, tôi xin ghi ơn. Và cũng xin chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả. Xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau. Bây giờ tôi lấy đồ ra xe, đi lên phi trường và bay về lại Mỹ.